Thôi. Trời ơi. Cá bự mà bạn ơi. Cá bự quá. Em có khuy bự quá bạn ơi. Mà chiên ăn là hết sảy các bạn. Còn bự bạn ơi, đã thiệt. Hello, Tống Phương xin chào quý vị và các bạn ha. Ông gài cũng lâu quá không làm clip câu cá quý vị các bạn ơi. Thì hôm nay Tống Phương cũng rảnh rỗi cũng đi câu cá quý vị các bạn. Thì hôm nay Tống Phương câu cá vòng vòng mấy mương của mình quý vị các bạn. Thì cũng quay clip cho quý vị và các bạn xem vui ha. Để mình câu có dính con nào không cho quý vị xem quý vị ơi. Mời quý vị và các bạn theo dõi mình câu cá ha. Con đầu tiên nha quý vị các bạn, nó mở cao kê quá bạn ơi. Hát cao kê quá bạn ơi, nữa mình lồng nhạc vô bạn ơi, sắc tiếng quá, ở dính băng quyền. Hai con các bạn. Còn thiếu ni cái chút xít mà mình thả rồi các bạn. Ăn nữa đó. Mình đốt lưỡi thuốc cái bắt đầu mình chích các bạn ơi. Trời ngon không. Chết các bạn ơi. Xíu. Hết, hết. Con nhỏ quá thả luôn các bạn ơi. Hấp dính rồi các bạn ơi, về điểm quá, điểm mới các bạn ơi, điểm cũ lại câu cái hấp dính rồi, câu đây cũng dính, càng quá. Cá lồng các bạn ơi, về điểm mới thấy có lý, lên rồi các bạn ơi. Hãy
cũng đỡ bạn ơi, xử lý ha, mới thấy có nhiệt quá. Ép nè các bạn ơi, chim con to to nữa mình kết thúc clip rồi, chim con tí tí không.